Quan sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh của sách toàn quốc. Kính thưa quý vị, quan sát Huy đang ghi hình cho quý vị tại ngày đầu tiên nhận cây tại triển lãm thành phố Chí Linh năm 2024. Và trong thước phim này thì quan sát Huy sẽ điểm danh cho quý vị những tác phẩm đã đến trong ngày đầu tiên. Quan sát Huy sẽ đi quay một lượt cho quý vị yêu cây cả nước cùng nắm bắt được những cái tác phẩm của những nhà vườn đã đến trong ngày đầu tiên. Cũng có rất nhiều tác phẩm đến, và ngày mai thì một số đơn vị ở xa và những cái cây lòng cốt ở thành phố Chí Linh sẽ đến trong ngày mai quý vị nhé. Phía trước quý vị là những cái tác phẩm của anh Phúc bonsai chợ đỏ, những cây tùng, những cây xanh rất là nghệ thuật của anh. Và còn tác phẩm Mai Chú Thủy nữa. Và kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là tác phẩm gạo, cây gạo cực kỳ đặc sắc và nghệ thuật của chú Hòa Taxi. Ngoài cái nét độc đáo, nghệ thuật thì trên cây còn có hoa nữa, rất nhiều hoa gạo quý vị nhìn thấy. Một điểm nhấn của triển lãm. Và kế bên cũng là tác phẩm xanh của chú. Và quý vị sẽ đến với một cái tác phẩm rất đẹp của anh Tuấn Chè, câu lạc bộ cầu bía Linh Giang, câu lạc bộ bonsai cầu bía. Một tác phẩm rất là già của anh, một cây form trực hoành. Anh Tuấn Chè có đóng góp với triển lãm 3-4 tác phẩm gì đó quý vị ạ. Đây một tác phẩm thứ hai của anh nữa. Và hình như 2 tác phẩm tầm trung của anh nữa. Đây là một tác phẩm thứ hai của anh Tuấn Trẻ. Và những cây xanh cổ của chú Hùng tại Thanh Hà. Quý vị ơi, những cái tác phẩm xanh cổ rất đẹp của chú. Một bộ đôi xanh cổ của chú Hùng. Ra đến gần thì chúng ta cảm nhận cái độ già, cái nét cốt chậu quý vị nhìn thấy rồi. Độ già khủng khiếp. Đây vẫn là tác phẩm me của chú Hùng. Và đây là cây thứ hai trong cái bộ đôi xanh cổ của chú Hùng quý vị nhé. Kính thưa quý vị, ở không gian triển lãm thì còn có cái khu trưng bày của câu lạc bộ cây thông bonsai Chí Linh. Và chúng ta sẽ đến với những cái đường nét nghệ thuật rất ấn tượng của những cây thông bonsai. Anh em chào các anh nhá. Chào anh Tám nhá. Chào các anh nhé. Đức Huy là cái câu lạc bộ cây thông bonsai Chí Linh được không? Anh ơi, cái dàn thông bonsai này em đặc biệt ấn tượng. Có ấn tượng không? Các anh đợt này cho ra một cái dàn thông bonsai phải nói là xuất sắc. Xuất
là mịn và rất là nhiều những cái nghệ thuật cao. Nghệ thuật cao đấy. Và những cái thông này thì rất là cao này. Những cái thông này là phải làm từ nhỏ mới có những cái đường nét như thế này này. Anh giờ cái này là phải làm từ nhỏ đấy. Đây, làm nếu cái độ tất cả là làm nhỏ hay không thì phải hỏi bác Ngân. Bác là một trong những nhà vườn tiêu biểu của cây thông bonsai Chi Linh. Anh Ngân ở đây thì em thấy anh Ngân cũng mang rất nhiều cây thông nghệ thuật đúng không? Đấy là của anh hết. Đến đằng kia là tay làm ra hết. À, của anh hết. Thế à? Cũng là đây là tên là người khác rồi nhưng còn tay làm ra hết. À, dạ dạ. Bàn tay anh làm ra hết. Có thể những cây của anh mà có thể là những cây của anh em khác. Như anh làm giúp đúng không? Không, mình làm ra các ông ấy sở hữu lại. À, vâng vâng. Tất cả đây là dàn cây của anh hết. Anh làm ra hết. Một tay anh Ngân quý vị nhá. Chào các chú các anh nhá. Đây những nghệ nhân thông đây. Chi Linh đây. Con này là ngày xưa ở trên nhà này. Thông đẹp quá. Mình nhìn thấy những cái đường nét nghệ thuật rất đa dạng. À, những nghệ nhân thông Chi Linh thổi vào. Đẳng cấp quốc tế rồi quý vị ạ. Đây cũng vậy này quý vị ạ. Nét khó rất cao. Anh ơi, cái này cái như cái tác phẩm thông này thì gọi là vào dây thì lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba rồi đúng không? Cái này em rất là thích cái này này anh Vĩnh này. Cái này nhìn lâu rất có hồn và cái độ khó cao. Quay đầu về gốc đây. Vâng. Cái này sau này là đưa vào một loạt an. Này về sau cứ đưa vào cái an như kia kìa. Nhà mình nước ngoài an về. Đang về thì ta xung tầm dạng hết cái thay. Nhiều lắm. Chúng ta sẽ đi nhanh một chút quý vị nhé. Và Sa Đô Huy sẽ dành cho quý vị khi các anh kê xong sẽ dành cho quý vị một thước phim quay chi tiết cho quý vị ngắm những cây thông độc đáo ở đây. Cái thước phim này chia sẻ bao quát thì Sa Đô Huy xin phép quay nhanh một chút quý vị nhé. Phía xa xa còn rất nhiều cây thông nữa. Quý vị ơi, toàn cây thông đẹp thôi. Phải nói là cái hàng nghệ thuật rất cao. Và phía xa xa là cây thông hai thân. Các anh có chia sẻ là một cái tác phẩm Đại Bàng Tung Cánh. Sa Đô Huy thấy chủ nhân chia sẻ như vậy. Anh Ngân cây thông này của anh Ngân quý vị ạ. Bóng tàn quý vị nhìn thấy anh làm mới công phu làm sao. Lập tàn rất đẹp. Đây lại là một tác phẩm thông xuất sắc nữa. Và phía trước quý vị là những cái tác phẩm của chú Cảng Hải Phòng. Đây là những cái tác phẩm của chú. Chú Cảng cũng là lãnh đạo của câu lạc bộ bonsai đất Cảng. Cũng đóng góp rất nhiều tác phẩm với triển lãm Chi Linh. Và trong thước phim này thì Bò Sa Đô Huy sẽ điểm tin và cũng là cái thước phim điểm danh những tác phẩm đã đến trong ngày đầu tiên tại
triển lãm thành phố Chí Linh. Và một cuộc triển lãm do câu lạc bộ sinh vật cảnh thành phố Chí Linh tổ chức, một câu lạc bộ mới. Quý vị đến một tác phẩm xanh quê quý vị nhé. Đây là cái chất liệu xanh quê có Sa Đô Huy đánh giá là một cái chất liệu xanh quê quý. Lá thì như lá móng và lá dày. Lá dày, răm cũng dày. Một trong những cái dòng xanh quê quý quý vị ạ. Sa Đô Huy chưa nói gì đến cái đường thân. Đây là cái chất liệu xanh quê quý. Những cái chất liệu xanh quê như thế này thì trời rất thích và không bỏ răm đâu quý vị ạ. Và kế bên là tác phẩm xanh Nam Điền. Và trước mắt quý vị là những cái tác phẩm của anh Khánh Thanh Hà. Quý vị nhìn thấy một cái xanh quê rất già của anh. Cái nét bò đá thì quý vị đủ hiểu là cây xanh quê già thế nào. Sa Đô Huy cũng cảm nhận được đây là cái cây xanh quê trước kia cũng thả nước. Anh Khánh Thanh Hà quý vị nhé, một trong những nhà vườn lớn. Đây cũng là tác phẩm của anh. Cái này thì cũng có những cái nét hóa ấn tượng, những cái nét cột kèo quý vị nhìn thấy. Và anh Khánh thì còn tác phẩm hoa giấy này nữa. Và phía trước quý vị là những tác phẩm của chú Hạ, cũng ở Thanh Hà quý vị ạ. Đơn vị Thanh Hà, các chú các anh đóng góp rất nhiều tác phẩm với triển lãm thành phố Chí Linh này này. Cái xanh quê già trắng như vôi của biển. Cũng là cây của chú Hạ. Và đây cũng là cây của chú Hạ. Tác phẩm ngay trước mắt quý vị thì chưa có biển tên. Và Sa Đô Huy thì chưa lắm được của nhà vườn nào. Xanh Nam Điền ngồi đá. Một cây xanh Nam Điền dáng làng. Và kế bên là một số cây xanh Nam Điền cũng chưa có biển tên quý vị nhé. Ngày mai một số nhà vườn lớn, ví dụ như vườn của anh Tám Chí Linh và một số nhà vườn ở thành phố Chí Linh sẽ mang rất nhiều tác phẩm đến và hứa hẹn một cái sân quảng trường này sẽ phủ kín cây cảnh quý vị nhé. Đợt này thì ban tổ chức dự kiến khoảng hơn 200 tác phẩm. Quý vị nhìn thấy các xe cầu vẫn đang đến quý vị ạ. Và nhân cái sự kiện ra mắt của câu lạc bộ thì câu lạc bộ sinh vật cảnh thành phố Chí Linh có tổ chức một triển lãm Chí Linh mở rộng. Bà Sa Đô Huy vừa điểm tin cho quý vị những tác phẩm đã đến trong ngày thứ hai, xin lỗi quý vị, trong ngày đầu tiên nhận cây tại triển lãm thành phố Chí Linh. Và đến đây thì Bà Sa Đô Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.